Kính chào quý vị và các đồng dân. Ra đời từ năm 2017, đến nay đã qua gần 4 năm thực hiện nghị quyết số 120 trên NQCP về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây được ngành nông nghiệp cùng bà con nông dân gọi là nghị quyết vàng để có những định hướng, những thay đổi phù hợp trong tái cơ cấu nông nghiệp nói chung. Trong chương trình cây lành trái ngọt kỳ này, từ những mô hình mà chương trình đã thực hiện, chúng ta cùng nhìn lại để thấy những thành quả trong phát triển nông nghiệp nói chung và chuyển đổi cây trồng thích ứng biến đổi khí hậu nói riêng ở tỉnh Tiền Giang từ nghị quyết số 120. Năm 2017, nghị quyết số 120 đã được ban hành. Lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ, nhất là Thủ tướng Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc với sự hưởng ứng của người dân đồng bằng sông Cửu Long. Sau 3 năm thực hiện nghị quyết đã đạt những kết quả quan trọng. Nghị quyết số 120 là bước đột phá lớn, có ý nghĩa định hình chiến lược phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long theo hướng tổng thể, đồng thời tích hợp với tầm nhìn dài hạn và khát vọng về một vùng đồng bằng sông Cửu Long trù phú, thịnh vượng, lấy con người làm trung tâm, coi việc sử dụng hiệu quả, tiết kiệm và bền vững tài nguyên nước, đất đai và các tài nguyên khác là triết lý phát triển. Nghị quyết đã tạo chuyển biến căn bản về mặt nhận thức tư duy phát triển đồng bằng sông Cửu Long theo hướng thuận thiên. Từ chỗ phát triển dựa vào tài nguyên thiên nhiên ưu đãi như điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu, nguồn lợi thủy sản đã chuyển đổi sang phát triển dựa vào năng suất lao động, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ, tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị. Tư duy phát triển đã thay đổi toàn diện, coi nước mặn, nước lợ là tài nguyên để chuyển đổi cơ cấu phát triển sản xuất hiệu quả. Trên cơ sở đó đa dạng hóa sản phẩm như lúa gạo, cam trái, thủy sản nước ngọt, nước lợ và nước mặn. Chương trình tổng thể của nghị quyết đã xây dựng hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách có tính chất đặc thù cho vùng như thành lập hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long, lập nhiệm vụ quy hoạch tổng thể đồng bằng sông Cửu Long theo phương pháp tích hợp đa ngành với sự tham gia của nhiều tổ chức quốc tế có uy tín hàng đầu về lập quy hoạch, phê duyệt các đề án về tái cơ cấu nông nghiệp bền vững, xúc tiến thương mại, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, thúc đẩy liên kết giữa nhà quản lý, nhà đầu tư, nhà khoa học và nhà nông trong sản xuất tiêu thụ và nâng cao giá trị sản phẩm, ưu tiên khuyến khích đầu tư tư nhân, phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu, chế biến tinh, hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao công nghệ cao. Qua thực hiện nghị quyết số 120, tỉnh Tiền Giang đã đạt được những thành tựu nổi bật, thể hiện trong chủ trương đúng, cách làm bài bản, có quy trình, quy củ gắn với tái cơ cấu nền nông nghiệp, thích ứng biến đổi khí hậu, thông qua việc chuyển đổi sản xuất, đa dạng hóa cơ cấu cây trồng, những địa bàn khó khăn, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân, tạo nguồn nông sản hàng hóa có giá trị, tham gia thị trường trong nước cũng như xuất khẩu, thiết thực giúp nông nghiệp, nông dân, nông thôn đổi mới theo hướng giàu đẹp và hiện đại. Nổi bật là chuyển đổi hàng chục ngàn hecta đất trồng lúa kém hiệu quả sang lập trường trồng cây trái đặc sản như sầu riêng, thanh long theo hướng thích ứng biến đổi khí hậu cho thu nhập hàng tỷ đồng hecta mỗi năm. Mở rộng và nhân ra những mô hình đưa cây màu xuống chân ruộng theo cơ cấu luân canh lúa màu hoặc chuyên canh màu phù hợp với từng tiểu vùng sinh thái, áp dụng đồng bộ khoa học kỹ thuật nông nghiệp trong thông canh nhằm giành những vụ mùa bội thu. Qua đánh giá, khi chuyển đổi từ trồng lúa sang màu và cây trái đặc sản giúp cho nông dân tăng lợi nhuận gấp 3 đến 5 lần so với trước đây, đời sống nông dân nâng lên và nông nghiệp nông thôn đổi mới một cách tích cực cùng nhiều lợi ích khác. Tại Tiền Giang, các mô hình chuyển đổi sang cây trái bước đầu thích nghi tốt với biến đổi khí hậu, hiệu quả kinh tế cao hơn trồng lúa từ 2 đến 10 lần. Trong chuyển đổi diện tích đất lúa sang cây lâu năm cho hiệu quả kinh tế rất cao. Tính từ năm 2017 đến nay, tỉnh Tiền Giang đã có 12.980 hecta lúa chuyển sang trồng cây lâu năm, mà chủ yếu là cây trái. Các loại cây lâu năm có hiệu quả kinh tế cao được người dân ưu tiên lựa chọn để thay thế cây lúa, gồm cây mít, thanh long, sầu riêng. Chuyển đổi sang trồng mít, người dân có thu nhập từ 300 đến 600 triệu đồng mỗi hecta. Thanh long ruột đỏ có thu nhập từ 800 đến 850 triệu đồng mỗi hecta. Thanh long ruột trắng từ 200 đến 300 triệu đồng hecta, bưởi da xanh cho thu nhập từ 400 đến 700 triệu đồng hecta. Cây sầu riêng khôi phục sau hạn mặn vẫn là cây cho thu nhập cao cho bà con nhà vườn. Những mô hình trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang hầu hết cho thu nhập rất cao,
từ 500 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng một hecta. Theo xác định của xã thì vẫn là phát triển cây sầu riêng là cây chủ lực, thì cái cây đó là mang lại hiệu quả kinh tế rất cao, đã thoát nghèo cho rất nhiều bà con ở đây. Tại vùng phía đông của tỉnh Tiền Giang, nằm trong vùng ngọt quá Gò Công, nơi đây thường bị mặn xâm nhập sớm và sâu về thượng lưu, khiến cho toàn bộ các cống lấy nước trong vùng dự án ngọt quá Gò Công phải đóng ngăn mặn từ sớm. Thích ứng với điều kiện khắt khe, tỉnh đã thực hiện chuyển dịch cơ cấu sản xuất theo hướng mở rộng diện tích vườn trồng cây trái đặc sản lên gần 4.000 hecta, có giá trị kinh tế cao, là nguồn cung nông sản hàng hóa xuất khẩu quan trọng như thanh long, mũi da xanh, dừa, vân vân. Đảm bảo nguồn nước cho sản xuất, địa phương cũng bơm trữ nước kịp thời và chủ động theo phương án khoa học kết hợp duy tu, nâng cấp và sửa chữa, hoàn thiện mạng lưới thủy lợi nội đồng đã mang lại hiệu quả lớn trong phòng chống thiên tai. Chú ý nhiều tới cái chất lượng sản phẩm thì huyện cũng đã có dựng, cũng có kêu gọi doanh nghiệp để đầu tư cái chế biến cái mặt hàng dừa này. Thì hiện nay thì trong Bình Ninh thì cũng có một cái doanh nghiệp đang đầu tư và chế biến cái sản phẩm trái cây trên địa bàn huyện. Thì dự kiến thì nếu mà năm 2021-2022 thì khi mà cái doanh nghiệp này hoàn thành thì hướng tới là cái sản phẩm dừa mình sẽ có giá trị nhiều hơn, và cũng như chế biến thì nó sẽ nâng cao được cái giá trị sản phẩm dừa để giúp cho thu nhập của người nông dân được tốt hơn. Với thứ hai nữa, cây dừa là cũng là cây chịu mặn. Thì hiện nay đối với hệ ngọt quá thì dừa cũng là một trong những cây mà thích hợp để mà người dân phát triển. Những tác động của hạn mặn đã thấy rõ trong thực tế cuộc sống và sản xuất của người dân đồng bằng sông Cửu Long, nơi mà lịch sử và điều kiện tự nhiên của lịch sử đã cho từng cư dân đồng bằng, trong đó có cư dân vùng hạ lưu sông Mekong, tỉnh Tiền Giang, niềm tự hào về nguồn tài nguyên nước dồi dào. Rồi cũng chính hai từ lịch sử ấy đã mang một hình thái mới làm thay đổi mọi thứ, đó là hạn mặn. Từ nghị quyết, nhà nước, nhà khoa học, người dân đồng bằng đã cùng vào cuộc, từ nghiên cứu đến thực tiễn, để giúp dùng đất phù sa trù phú dẫn chứa trượt cây lành trái ngọt. Đây là giải pháp tưới khắc phục được tình trạng thiếu nước trong mùa khô, nhất là trong điều kiện nguồn nước ngày càng cạn kiệt do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, giúp giảm chi phí sản xuất, nâng cao thu nhập cho người trồng. Mặt khác, hệ thống này còn điều khiển được thời gian bật đèn sông Thanh Long ra qua trái trụ thông qua cảm biến đo cường độ ánh sáng, giúp tiết kiệm điện trong canh tác thanh long. Với sự nỗ lực trong hướng phát triển nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, giải pháp công nghệ đòi hỏi phải được từng bước ứng dụng. Sản xuất nông nghiệp hiện nay để cho cây lành trái ngọt không còn phụ thuộc yếu tố thiên nhiên, chủ quan tài nguyên dồi dào. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng tư duy canh tác mới, sản xuất nông nghiệp thuận thiên không còn là định hướng mà là cần thiết ứng dụng thực tiễn hiện nay. Tuy nhiên, người nông dân cũng cần những điều kiện thuận lợi nhất từ cơ chế, chính sách và nguồn vốn đầu tư để tiếp cận sản xuất nông nghiệp thông minh, giải pháp nông nghiệp tất yếu trong giai đoạn hiện nay. Đặc biệt thì các cái mô hình công nghệ cao, thì trong đó có cái ngoài cây bưởi da xanh, rồi cây dừa thì hiện nay là xã đang phát triển là cây thanh long. Chúng ta giải quyết được cái bài toán là thiếu hụt cái nguồn nước ngọt tưới, tưới tiêu. Chúng ta kiểm soát được cái môi trường, cái độ ẩm, cái nhiệt độ ở trong đất. Và cuối cùng đó, thì chúng ta giúp là gia tăng được cái hiệu quả và tăng cái sản lượng và cái chất lượng của cái trái thanh long. Tuy nhiên á, thì khi mà chúng ta ứng dụng các cái kỹ thuật mới đó, để chúng ta xây dựng cái nền nông nghiệp thông minh đó, thì hiện nay thì chúng ta cũng đang gặp cũng một số cái khó khăn, một số cái tồn tại khó khăn. Cái khó khăn thứ nhất á, là về cái nguồn nhân lực. Thì hiện nay thì trong tỉnh cái nguồn nhân lực mà chất lượng cao để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp thì chúng ta còn thiếu hụt. Cái thứ hai á, cái nền tảng cơ sở hạ tầng để mà chúng ta xây dựng lắp đặt các cái hệ thống tự động hóa và kết nối với internet á, thì cái nền tảng hạ tầng cơ sở này là chúng ta mới hình thành thôi, nó cũng chưa được phát triển. Cái thứ ba đó là các cái doanh nghiệp mà ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp cũng còn ít, và đặc biệt là ứng dụng cái công nghệ thông tin để phát triển nông nghiệp cũng còn ít. Cái thứ tư là chúng ta ứng dụng cái giải pháp IoT, có nghĩa là chúng ta là cảm biến mà kết nối cái dạng vật á, thì chi phí cũng khá cao, chi phí cao. Riêng về cây trái được mệnh danh là chua trái cây Tiền Giang, cây sầu riêng. Ngoài các kỹ thuật giúp nông dân nhanh chóng vực dậy vườn sầu riêng, ngành nông nghiệp tỉnh phối hợp các viện trường, đặc biệt là viện nghiên cứu cây ăn quả miền Nam, đóng trên địa bàn tỉnh,
triển khai nghiên cứu xây dựng các mô hình vườn sầu riêng ứng dụng công nghệ cao phục hồi sau hạn mặn và thích ứng với xâm nhập mặn cho vùng chuyên canh sầu riêng của tỉnh Tiền Giang. Qua đó giúp nông dân vùng chuyên canh có cơ sở khoa học nâng cao trình độ canh tác để phục hồi và hướng tới phát triển vườn sầu riêng bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiệt hại của thiên tai. Với người nông dân trồng sầu riêng, khi tuân thủ những khuyến cáo canh tác phù hợp thích ứng với biến đổi khí hậu đã mang lại những hiệu quả thực tế trên vườn sầu riêng của mình. Tuy nhiên, với tinh thần của nghị quyết số 120 là thay đổi tư duy trong sản xuất, để thay đổi tư duy là cả quá trình, bởi khi chưa có những tác động của hạn mặn và biến đổi khí hậu, canh tác theo kinh nghiệm truyền thống xưa nay của bà con đã gắn liền với suy nghĩ dùng khen trái phù sa, nguồn nước dồi dào. Xử lý sâu bệnh thì cục bộ, nhưng chỉ mang lại những hiệu quả trước mắt. Vì thế, cụm từ khoa học trong nghị quyết thay đổi tư duy không thể thay đổi trong một sớm một chiều. Nhưng trong 2 năm qua, chỉ trên cây sầu riêng đã có những chuyển biến tích cực trong nông dân. Trong giai đoạn này thì vườn của mình, anh đã có những cái bước chuẩn bị như thế nào để mà đối phó với hạn mặn năm 2020-2021 này ạ? Sửa là cái như là cải tạo mương lại, cho nước tử sau này xử nước đồ để tưới. Còn cỏ thì chắc có thể là không lấy không cắt đâu, để luôn. Để cho nó che thử, nếu mặn lên thì mình cũng đỡ được cái phần đó. Thì cũng theo dõi độ mặn tới đâu thì mình cũng theo tới đó, là mình là làm, nếu mà cách cũng gần thì lo liền chứ đâu có để tới chỗ mà lo được đó, đâu có nước đâu trữ. Theo tôi làm mấy năm nay thì cũng nhờ bên nhà khoa học của Viện Cao quả miền Nam cũng có đầu tư hỗ trợ cho tôi về vấn đề cái kỹ thuật canh tác. Thì xài, đúng ra tôi xài cái lượng phân bón với lại là phân bón hữu cơ với dưỡng rễ, trung phi lượng thì nhiều, còn khoa học thì tôi xài rất là hạn chế. Trên cơ sở kinh nghiệm từ đợt hạn mặn những năm trước, ngành nông nghiệp tỉnh Tiền Giang đã tích cực phối hợp Viện Cao quả miền Nam nghiên cứu quy trình phục hồi vườn sầu riêng theo 5 bước và chuyển giao giúp nông dân áp dụng linh hoạt theo tình hình thực tế, sớm cải tạo và phục hồi vườn sầu riêng hiệu quả. Hiện nay đủ mặn chúng ta đủ bằng vôi. Thì như vậy là mỗi cây đã đi vào cái giai đoạn kinh doanh thì bà con bón 1 kg vôi. Rồi sau đó là bà con tưới liên tục cái lượng nước để đủ để chúng ta đủ mặn. Ha, giai đoạn đầu là cây đầu. Và bước thứ hai là giai đoạn chúng ta phục hồi bộ rễ và giúp cho cái bộ lá nó hình thành lá mới. Mà hai cái giai đoạn này phải rất là quan trọng, tại chúng ta phải làm đồng bộ. Tại vì hai này nếu mà không có rễ thì có lá không thì cũng rụng. Do đó vậy là chúng ta phải làm đồng bộ. Do đó là phát triển bộ rễ trước. Và bước thứ ba là chúng ta tiếp tục phát triển bộ lá. Và bước thứ tư là chúng ta phát triển bộ rễ và bộ lá để hoàn hảo cho giúp cho cái cây khung cây nó không có bị thấy những cái yếu điểm mà như trước như bị nhiễm mặn. Và cuối cùng là chúng ta phát triển bộ lá để giúp cho cải thiện cái bộ lá hoàn hảo, để đó do đó để làm giúp cho cái cây trồng nó đã chuẩn và không bị ảnh hưởng với cái mặn. Theo Viện Nghiên cứu Cao quả miền Nam SOPRI, đồng hành cùng thực hiện nghị quyết số 120 của chính phủ, vấn đề hàng đầu hiện nay được viện quan tâm thực hiện là việc đẩy mạnh hoạt động lai tạo giống mới theo nhu cầu đa dạng của thị trường, tập trung ưu tiên những cây trồng chủ lực có lợi thế vùng miền đáp ứng yêu cầu xuất khẩu. SOPRI đã có nhiều nghiên cứu về gốc ghép chống chịu điều kiện bất lợi với môi trường được ứng dụng vào thực tiễn như xoài, cam, bưởi, chanh chay, sầu riêng, chôm chôm và hạt lai của các giống rau. Ưu tiên định hướng nghiên cứu lai tạo giống chất lượng cao, chống chịu sâu bệnh, bảo quản và vận chuyển tốt, phù hợp với chế biến. Xu hướng hiện nay là khai thác hiệu quả vai trò của gốc ghép đối với tính chống chịu những điều kiện bất lợi của môi trường như mặn, hạn, ngập úng, lạnh, sâu bệnh, vân vân. Đồng thời gốc ghép có ảnh hưởng rõ rệt đến sinh trưởng, năng suất và phẩm chất quả, cũng như tuổi thọ của mắt ghép cây thương phẩm. Cùng với những nghiên cứu về gốc ghép, những năm qua, SOPRI đã và đang nghiên cứu và chuyển giao thành công những giống cây quả vượt trội về năng suất, chất lượng, góp phần phát triển ngành cây quả khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói riêng, cả nước nói chung. Theo đó, SOPRI còn thực hiện nghiên cứu, xây dựng thêm 50 quy trình công nghệ trong sản xuất giống, canh tác, quản lý dịch hại tổng hợp trên cây quả, đồng thời phát triển nhiều sản phẩm công nghệ tiêu biểu phục vụ sản xuất cây quả cho nông dân các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thông qua hoạt động chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, viện đã chuyển giao các giống mới cho các tỉnh phía Nam sản xuất với quy mô trên 45.000 hectare.
cùng quy trình kỹ thuật canh tác tiên tiến, quy mô trên 60.000 hecta. Diện đã tuyển chọn và được công nhận hơn 68 cây đầu dòng cây quả các loại để cung cấp cho các địa phương nhân thành các vườn cây đầu dòng phục vụ sản xuất giống. Đưa giống mới và sản xuất là một trong những định hướng của diện đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các địa phương. Chúng ta cũng biết là phát triển cây ăn quả là động lực và tiền đề để chúng ta tái cấu trúc lại nền nông nghiệp, nhằm nâng cao cái giá trị sản xuất, cải thiện cái thu nhập cho người dân của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Chính vì thế cho nên trong những năm qua thì cái sự phát triển của ngành cây ăn quả, rau hoa quả nói chung và cây ăn quả nói riêng của vùng đồng bằng sông Cửu Long đã đạt được một cái bước rất là cao. Cái diện tích cũng như là năng suất và sản lượng cây ăn trái của vùng đã tăng lên rất là rõ rệt. Sau khi thực hiện cái nghị quyết 120 về phát triển đồng bằng sông Cửu Long thì mỗi năm vùng đồng bằng sông Cửu Long đã có trên 10.000 hecta diện tích đất lúa kém hiệu quả được chuyển sang phát triển cây ăn trái, và cho đến thời điểm này thì chúng ta tổng cái diện tích của cây ăn trái đã lên tới 410.000 hecta, chiếm hơn 40% tổng diện tích cây ăn quả của cả nước. Và đặc biệt thì cái sản lượng mà chúng ta tham gia vào xuất khẩu của vùng đồng bằng sông Cửu Long đạt trên tới 60-70% so với cái tổng kim ngạch xuất khẩu trong cả nước. Thưa quý vị và bà con nông dân, nghị quyết số 120 được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định ban hành vào tháng 11 năm 2017. Có thể nói đây là chủ trương lớn nhất từ trước đến nay về phát triển vùng với tầm nhìn dài hạn, bao quát và rất nhiều nét mới. Thậm chí có những chủ trương quan điểm khác hẳn so với trước đây. Đối với ngành nông nghiệp có ba quan điểm lớn. Một là xoay trục sản phẩm chủ lực, đồng bằng sông Cửu Long đã kiên trì theo đuổi trục sản phẩm là lúa gạo, trái cây, thủy sản, thì nghị quyết số 120 đảo ngược lại là thủy sản, trái cây và lúa gạo. Trái cây vẫn là trọng tâm cân bằng trong trục. Về thực tế, cây ăn trái vẫn là nguồn kinh tế ổn định trong sản xuất nông nghiệp của từng địa phương trong vùng đồng bằng sông Cửu Long và riêng trong từng hộ nông dân. Chương trình cây ăn trái ngọt với góc nhìn toàn diện từ thực hiện nghị quyết số 120 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, trên lĩnh vực cây ăn trái, thế mạnh kinh tế nông nghiệp của tỉnh Tiền Giang, đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các nông dân đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt.